bảo trợ bởi thẩm mỹ Hoài Anh Kali, chuyên phun thêu phun xăm thẩm mỹ, 714-248-2725, bác sĩ Nguyễn Nghị Luận, 714-375-0333, nhân quả tử vi định mệnh giáo sư Trí Đức, 714-510-5451, 510-5451. Chị Đức hân hạnh trở lại phần thứ 3 của chương trình tử vi và số mệnh. Chương trình của chúng tôi được phát hành vào chương trình TV để phục vụ quý vị vào mỗi thứ tư và thứ sáu lúc 2 giờ PM đến 3 giờ PM. Kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta hôm nay đó là cảnh giác tháng 6 trong năm, tháng ngọ năm 2021 là chúng ta đang sửa soạn vào cái ngày 10 tháng 6. Ngày 10 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 đó là cái tháng không có được tốt ở trong cái âm dương ngũ hành, nó khắc chế lẫn nhau bởi vì cái can tân nó bị cái chi tháng nó khắc, tức là nó đồng hào quan quỷ, và như thế nó sẽ làm cho cái việc gặp gỡ của chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, và hơn nữa ở trong cái chùm tướng tinh đó thì là gặp sao đào hoa nữa, cho nên là tình cảm năm nay, tình yêu lấy vợ lấy chồng sẽ xảy ra vào trong cái tháng 10, tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 rất là nhiều chuyện, có người được, có người không, nhưng mà hầu hết là 10 người thì chỉ được có 2 người mà thôi, 8 người sẽ thất bại trong cái chuyện tình cảm, tình yêu của mình, buôn bán làm ăn, cho nên chúng ta phải vô cùng cẩn trọng các bước của chúng ta, mọi việc nên chờ vào sau ngày 10 tháng 7 là như thế. Và kính thưa quý vị có thể gọi vào số tổng đài của chúng tôi là 714-893-3264, 714-893-3264 để được tham khảo, cũng như là quý vị muốn biết về cái việc làm ăn buôn bán, cuộc đời, những sự sinh hoạt cuộc đời của mình. Và rất là quý báu cho những ai mà đang gặp những khó khăn, cần muốn biết cái việc đó thuận cho cái ngày đó hay không, tốt đẹp trong cái tháng đó hay không, thì quý vị có thể gọi vào số 714-893-3264 để được tham khảo. Về quả báo dịch ngày hôm nay thì kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta thấy là ngày Mậu Tý nó khắc cái tháng Tỵ. Đây là cái ngày này nó rơi vào cái tôi gọi là ngày phá của tháng, cho nên là cái ngày này là cái ngày mọi sự nó khó thành, hơn nữa quả dịch gieo ra đó là cái thế lục ứng tam, tức là thế của mình lục mà mình ở chu tước, mình đang ở mộc mà mình đã đi khắc cái quan quỷ ở ở cái hoàn cảnh của mình đó, ở trong cái cung dậu kim đó, thì thật là một cái sự đem sức người mà tác cạn tác xong, chúng ta không làm nổi được. Hơn nữa cái việc động ở trong cái ngày hôm nay, trong cái giờ mùi đó, thì kính thưa quý vị, đó là cái hào ba, tức là hào quan quỷ, tất cả mọi việc quan quỷ động nó biến thành ngọ, mà ngọ là cái tháng Tỵ hỏa đó, ngọ nó khắc nữa, cho nên là mọi việc quý vị mà đang mong cầu vào 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ đến 9 giờ đến 10 giờ tối ngày hôm nay, quý vị mong cầu mà quý vị đi tìm hỏi, tìm hiểu, hoặc là quý vị muốn đạt được công việc gì, hoặc quý vị muốn giao kết, muốn liên kết, thì sẽ gặp vô cùng những cái khó khăn trong cái ngày hôm nay, bởi vì đó quả bắt thần tốn là như vậy. Quý vị có thể gọi vào số tổng đài của chúng tôi 714-893-3264, 714-893-3264 để tham khảo về cái cuộc sống của mình, cũng như là cái tháng sinh hoạt trong cái tuổi của mình. Mỗi một tuổi nó có một cái ngũ hành của nó, và nó có những cái phước may, những cái điều tốt đẹp nó đến được hay không là do cái tuổi của mình. Nhưng mà khi một tháng nó xấu thì đó là cái tháng mà nó đến cho toàn cả mọi người ở trong một cái vòng quay của trái đất, và cái người ở cái tuổi nào nó bị xấu hoặc tuổi nào nó bị tốt là từng người khác nhau là như vậy. Chị Đức xin mời người kế tiếp và alo. Alo, chị Đức xin mời người kế tiếp, alo. Em ngủ đi. Rồi, sinh năm bao nhiêu đây ạ? Alo. Dạ, alo thầy. Tôi định hỏi thầy là sinh ngày 1 tháng 1, 48, thầy nam thầy ơi. Dạ. Ngày 1 tháng 1 dương lịch nam, sinh năm 1948, sinh lúc mấy giờ ạ? Dạ, không nhớ giờ. Sinh năm 48 mà không có giờ. Sinh năm 48 mà không có giờ, thường thường á là
Dạ nhớ, không nhớ giờ. Không sao, không sao. Sinh năm 1948 là năm Mậu Tý nha, năm Mậu Tý. Người này có cái mệnh hỏa đấy. Những người nào mà có mệnh hỏa như chúng tôi nói đó, là cái khí lực trong mình, tên của mình là, tức là cái ngũ hành hỏa, là cái ngũ hành chánh, nó chủ lực trong năm cái hành trong người mình, nó có kim thủy mộc hỏa thổ đất nước gió lửa đó. Tức là kim thủy mộc hỏa thổ là những cái ngũ hành mà tác động trong mình, nhưng mà vì mình mang hành hỏa, cái chủ lực hỏa, cho nên người này là thứ nhất là người mình nó tính mình nó cương trực lắm, nó nóng lắm, nha, nó nóng lắm. Cái khí hỏa của mình nó tượng cho tim của mình đó, cho nên phải cẩn trọng về tim, tim phổi của mình như thế nào, như thế đấy. Thì là do cái tuổi sinh của mình, nhất là những người mà kính thưa quý vị, người như người Mậu Tý sinh năm 1948 có mệnh hỏa, thì cái tháng Tỵ và tháng Hỏa là hai cái tháng thuộc về cái hành khí lực của mình, cho nên là hai tháng này là hai cái tháng là cái vị người này nó sẽ bị gì, quan quỷ, tức là nổi giận nè, nha, nổi giận vô cớ nè, người mình khó chịu nè. Hỏa là tim nè, tinh thần mình là về óc gan nè, là dễ bị nhức đầu nè, bực bội nè, khó chịu nè, phải vô cùng cẩn trọng đến sức khỏe của mình. Tuổi Mậu Tý đã lớn tuổi rồi, cho nên là cẩn trọng việc ăn uống của mình, nên ăn những cái mộc nó thuộc về gan, nó thuộc về những cái trái cây hoa quả, nên ăn trái cây hoa quả nhiều nha, và ít uống nước nha, ít uống nước. Ăn trái cây hoa quả nhiều vì nó sẽ sinh cho cái hành hỏa của mình. Và cái tháng này là cái tháng gặp nhiều sóng gió trong gai vô cùng, qua đến ngày 10 tháng 7 thì mới yên tâm được. Chúc may mắn và thành công, xin chào. Chị Đức xin mời người kế tiếp và alo. Alo, dạ, thưa thầy, tháng 2, một tây năm 1973. Rồi, nữ sinh lúc mấy giờ? Không nhớ giờ thầy. Là một người không nhớ giờ, không sao cả. Không nhớ giờ, sinh năm 1973. 73 tức là sinh năm, tôi gọi là năm Quý Sửu. Những người mà sinh năm mà Quý Sửu thì là nó có cái hành mộc. Hành mộc là cái hành mà cái cơ bản của hành mộc của mình đó, là trong đó trong người mình nó có âm dương của kim thủy mộc hỏa thổ nè. Tuy nhiên nói chung nhà Phật gọi đó là đất nước gió lửa, hoặc là chữ tử vi tây phương hoặc là đất nước lửa. Nhưng mà cái cơ cấu trong người chúng ta chạy bởi cái kim thủy mộc hỏa thổ, hành mộc của người này là hành mộc chánh trong cái cơ năng của người này. Cho nên người này cần ăn cái gì, tức là mộc muốn ăn trái cây phải vượng nha, mộc cũng thuộc về gan nha, chánh uống rượu nè, chánh những cái điều gì mà ăn đồ nóng nè nha. Tôi gọi là ăn nóng thì là bổ tim, mà ăn cay thì bổ phổi, tránh ăn cay nè, vì ăn cay là kim nó sẽ khắc cho mộc mình, cho nên người này là phải nhất là phải ăn trái cây nhiều nha, và tránh ăn đồ cay. Và nên uống nước vì thủy nó sẽ sinh cho cái tuổi mộc của người này. Người này tuổi Quý Sửu. Quý Sửu thì năm nay tài lộc có tương đối cũng được, không có sao cả, không có gì đáng lo, bởi vì tân là sinh cho Quý Sửu. Chỉ riêng cái Sửu thổ này đó thì là cái ngũ hành của nó có mộc, tức là nói chung là người này không đáng lo gì cả, chỉ cẩn trọng về sức khỏe của mình. Tháng này tuy là trời đất có nhiều cái gặp rắc rối lắm, nhưng mà không có nguy khốn gì cho cái tuổi này cả. Đây là cái người mà có mệnh quý, người này có cái lộc may mắn trong đời. Chúc nhiều may mắn và thành công, xin chào. Như quý vị, kính thưa quý vị, như quý vị đã thấy là nếu mà không có được cái giờ sanh, quý vị vẫn có thể biết được cái chân mạng của mình, cái tháng của mình như thế nào. Chúng tôi đã nắm được tất cả những cái yếu tố sinh hoạt của âm dương ngũ hành trong năm và trong tháng rồi. Khi quý vị cho biết năm tháng ngày giờ sanh thì nếu có trở ngại gì lớn chúng tôi sẽ báo ngay. Còn nếu không thì chúng tôi sẽ nói những cái nhịp sinh hoạt bình thường. Bởi vì có những lá số mà kính thưa quý vị gặp nguy trong cái năm Tân Sửu, gặp nguy trong năm Tân Sửu, nhất là những người mà kính thưa quý vị tỷ dụ như tuổi Ất, quý vị Ất Mão năm nay rất là xấu, hoặc là Giáp Dần. Ất Mão Giáp Dần là hai năm, là hai cái tuổi này là tuổi vô cùng cẩn trọng đến cái mạng sống của mình đó, đó, ngay cả mạng sống của mình. Chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên kính thưa quý vị, nhiều người là có thường cho đến khi mà gặp nạn rồi á, không còn sức để gọi điện thoại cho Chí Đức nữa, thì lúc đó thì đã trễ rồi, cho nên phải ra đi. Mà chúng tôi biết rất là nhiều chuyện, rất là nhiều vấn đề, quý vị không ai thương cái bản thân con người của mình bằng chính bản thân của mình. Mình mà không lo cho cái thân của mình, không lo cho cái đời của mình thì ai lo nữa đây? Cho nên quý vị sẽ phải đi vào cái chỗ chấm dứt cuộc đời của mình. Cho nên đó là mình phải thương chính bản thân của mình. Mình phải lo cho bản thân của mình.
Bởi vì thật sự ra là dù có cha mẹ anh em có thương mình cách mấy đi chăng nữa thì vẫn không có bằng được cái chính bản thân mình phải lo cho mình. Mình không biết lo cho mình, không biết cầu hạnh phúc cho mình, không biết cầu cái sức khỏe cho mình, không biết để ý đến thân tâm thể xác của mình thì đó là một cái điều mà thiếu sót vô cùng lớn lao trong đời của mình, sẽ dẫn đến nhiều cái điều không tốt trong tương lai. Đến đây chúng tôi xin phép mời quý vị vào phần cáo thương mại của đài. Hẹn gặp lại quý vị phần cuối trong giây lát. Xin kính chào quý vị.